À, bây giờ thì mình cái chén này mình đào cái lỗ. Đây này. Nãy bây giờ vệ sinh để đào cái lỗ. Mắt vệ sinh đi đào cái lỗ. Mắt vệ sinh đào cái lỗ. Rồi ông đào lỗ rồi đó. Chưa gì hết mới như đó. Chưa đâu. À. Rồi anh đây cũng đang đào lỗ. À, giờ tới việc mình đào. Đi đào giữa đây, nãy giờ mắt đi bắt còng mấy nhỏ giờ mới quay về đào. Rồi. Mình đào rất là sâu rồi nè. Ghê chưa? Giờ qua bên đây đào lỗ bên đây tiếp. Hồi nãy giờ tới đào xong lỗ rồi bộ. Đây, giờ đào lỗ đây. Sâu múc tay luôn, không thấy tay luôn. Lúc luôn. Cát này nó không có nhiễm gì cát này. Sao có phòng à, nó nào ngồi thì ở đây ngồi chú. À, đâu, lấy không? Rồi, đã xuống trụ rồi. Đúc đà vô trong. À. Rồi. Có tảo trên nè. Trên chậu nè. Bữa nay thành nhà nên cũng đất luôn nè. Đã chưa có chè đậu đen đồ. Ôi. Cá nhái nè. Ngon quá ha. À, mít đâu? Mít đâu? Đâu có mít đâu quýt. Ờ, mình sẽ đào cái lỗ tin nữa đây. Bên kia cũng đang đào lỗ. À. Giờ mình làm nhiệm vụ khác đó là cột dây. Được chưa? Có ướt hả chả? Trước ướt à? Ừ, bị dành công à. Mấy cái nút này qua mẹ ơi. Nhiệm vụ của mình là cột. Cột nối. Nối cái cây này lại. Rồi, hoàn thành rồi. Cũng cái nút dây giống nút dây hôm qua thôi rồi. Xiết thêm cái vòng này nữa. Để lát nữa có một cây bên kia cột tiếp mình sẽ quay lại. À, nãy giờ quên quay. Rồi lên vàng ơi. Biết trong ngày hôm nay xong không trời? Giờ mình cột cây này vô trong cây đà này. Nãy mình có cột sẵn xì với thép rồi. Cột cho nó chắc hơn thôi. Mình xiết lại cho nó gọn sợi dây thôi. Xong. À. Rất là chắc chắn. Còn xài được bao lâu thì
mình cũng không biết nữa. Đây so với cái nút của người ta đó thôi. Ôi mình cột đẹp hơn, không cột xấu quá à. Tự hào chứ, ghê không? Chắc mà phải đẹp nữa. Cột cắn này, khớp rồi lại cột. Giờ không hơn hồi nãy, nó rút chip bên đây. Hồi nãy ngu quá. Ngồi, chip gì là mất cái đây luôn. Ở này mình học thêm được một nút là hai nút à. Trong cái nút này nó có cái nút của hôm qua nữa, nút này gọi là nút tháp cây. Hay quá, cái nút này nó tự lấy chích, rút cái thả ra luôn, không tự chích, tự giữ nè. Đâu giữ rồi, cái này cục giữ rồi. Hả, à, rồi sao? Đâu anh trong nước liền, nắng đảo rồi chui vô trong mát, cái nó mát vào trong nước liền á, chui vô cũng cứ hành. Ai, lúc mình cột đẹp chưa, à. Chắc chắn, cứng ngắt. Đẹp chưa? Nắng quá. Rồi, gần như xong hết tất cả cây kèo ngang rồi. Rồi cột kèo kèo dọc, bây giờ tới cột kèo ngang phía ngoài nữa là xong. Đây là nút dây thứ N của mình. Nhưng mà nút này nó hơi khó một xíu. Nó hơi treo cái cây này. Quyết định quán xong hết hình chip sao. Phút xíu chắc. Cắt ngắt mặt mình đu lên cũng được. Đi qua. Có những bài học không? Tuyệt vời chưa? Đâu luôn. Đâu lên luôn. Sao? Chắc cột thiệt cá hồi sáng mình câu nè. Cái nhân này. Đây, cá câu nè. Ủa, này không phải câu à? Ủa, có mà, có xương nè. Ủa, cho hả? Vui trời. Câu luôn á ơi. Đây, cá khô. Gọi cá khô. Ủa cá này cá gì? Cá nhái. Cá nhái gì bơ ơi. Mất nơi màu ăn. Rồi, ok. Rồi, sau khi dẫn được cái vàng sơ sơ thì mọi người cũng vô ăn cơm. Hồi nãy giờ mình ngồi mình cắt được một đống cước nè. Rồi, cắt một đống cước luôn. Rồi, vàng xong sơ sơ rồi nè. Thấy nhiều cây rồi đó. Chuẩn bị lên hết vàng sắt rồi bắt đầu là lên tôn. Trời nắng lắm. Trời ơi, mình lên nóc nhà. Trời ơi, mình lên nóc nhà rồi. Thôi cột dây thôi. Đây là một cái nút để nối dây ha. Nối dây cước phải nối như vậy. Nối dây thôi. Rồi, xong. Rồi, dần xuống đây, xuống. Xong. Bên kia đang lên tôn. Rồi, giờ mình nhảy xuống mình phụ tôn nè. Ôi, sao miếng nó dài dữ ha. Lên đây. Thôi, mình chạy xuống nè. Ôi, những người của mình bây giờ là cột ghê hết. Mọi người đi ra bắt ngang hết rồi. Còn lại cái mình với ông Chính ở trên. Ngày nay dựng được 1/3
Giờ mình được tắm rồi. Bay xuống thôi. Ngày mai lại dẫn tiếp. Giờ là đi tắm. Đi tắm. Đẹp chưa? Hồi đừng nó có nhâm nha, vô đạp chân bà luôn, nước trong vắt nè. Nước trong vắt luôn. Thì đấy. Cuối cùng thì cũng ngừng công việc dựng nhà, vừa ăn cơm mới tắm xong vô. Đây là cá cờ, cá cờ nướng nha, cá ngừ ướp xả ớt nướng. Đây là nha, nhưng mà nha xanh chứ không phải giống nha hôm bữa đâu, nha to để mấy anh bữa nay đi bắt bắt đại. Có con nha bự chứ. À đây thấy không? Đây, có được con nha đỏ. Rồi nha xanh nữa. Rồi. À, ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Nhớ bấm cái chuông cái bên nút subscribe để mà nhận những cái thông báo clip mới nhất. Rồi. Mọi người nhớ đóng góp cho mình để mình có động lực làm thêm nhiều clip khác hay hơn nữa. Bye bye, see you soon. Đây là người mới trong nhà.